Ôi, làm gái xinh thế. Bày tay, cảm ơn rất nhiều. Gạo gà gái gừng. Gái sáng dương. Đàn ông làm hạnh phúc đàn bà. Đàn ông làm cho đàn bà hạnh phúc. Dương ở đâu? Thắp hương và cầu khấn ở đây thì đi sẽ không bị hy sinh, kiểu như là thần thánh trên trời đưa xuống ấy. Vâng, xin chào quý anh chị, các bạn và các em. Hôm nay xin mời quý anh chị và các bạn, các em đến huyện Định Hóa, khu ATK, là nơi thủ đô gió ngàn ngày xưa mà nơi Bác Hồ đã từng ở đây. Xin mời quý anh chị, các bạn và các em hãy theo chân tôi nhé. Tại đây tôi đang đứng ở ngã ba quán Vuông. Chả hiểu cái chỗ này nó có cái quán gì gọi là quán Vuông mà đây có một cái ngã ba thôi. Và chúng ta sẽ đi xuống phía bên này để chúng ta đi xuống khu ATK. Từ quán Vuông trở vào, các bạn sẽ đi theo con đường nãy tôi vừa đi qua, và từ đây xuống đấy chúng ta còn khoảng 10 cây nữa. Nhưng mà các bạn lên xe đi cùng tôi. Chào các bạn, đây là cái cầu đá bay. Tôi cũng không biết là nguyên nhân nó từ đâu mà nó có cái tên như này, một cái tên rất là ấn tượng và rất là hay. Mà chả hiểu sao ở đây có cái cầu gọi là đá bay, chắc có lẽ có đá bay qua đây. Vâng, đây là những cái đồi chè. Các bạn có thấy những đồi chè đẹp không ạ? Đang trên đường đi xuống tỉnh Keo, Phú Đình thì tôi thấy có cảnh rất là đẹp, nên là tôi qua đây để quay lại những cái cảnh này cho các bạn cùng xem. Rừng cọ đồi chè, đó là một đặc trưng và một đặc sản của Định Hóa. Như các bạn đã thấy, chè, đồi chè, những đồi chè rất là mượt mà, rất là đẹp, đúng không ạ? Đồi cọ có những cái đặc sản, cái món sâu cọ là ngon và rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên nó có chất đạm rất là nhiều, nên là nếu như người nào ăn không quen thì có thể sẽ dễ bị dị ứng. Vâng, Định Hóa thì không chỉ đơn giản là chỉ có đồi chè và rừng cọ, mà Định Hóa còn nổi tiếng với 4G nữa các bạn. Gạo gà gái gừng. Gạo bao thai Định Hóa rất nổi tiếng, là rất là thơm ngon và có mặt ở rất nhiều nơi. Gà rừng, gà Định Hóa có cả gà rừng lẫn gà đồi, rất là ngon. Gái Định Hóa thì phải nói các bạn là trắng trẻo và rất là xinh. Và đơn giản là các bạn đã là con dân của Việt Nam thì chúng ta phải nên một lần đặt chân đến Định Hóa để thăm lại thủ đô gió ngàn mà sinh ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta bây giờ. Đây là nhà trưng bày, thì ở đây sẽ trưng bày những cái vật dụng của Bác Hồ đã sử dụng ngày xưa, cái thời Bác ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tôi đi xem là có những cái vật dụng gì nhé. Mời mọi người. Đây là những cái hình ảnh Bác Hồ đã ở đây, các bạn đã nhìn thấy đây. Bác Hồ tập võ không khí của tăng quay cục pháo to kìa. bò nhầm thì lỗi bò thế cái này nè, cái này là cái gì đây, cái này là cái miếng gì đây, số 2 này, chiếc bàn in. Ồ, cái này là cái bàn in à? Đấy, đây là một cái bàn in ấn ngày xưa đó, rất là hay. Đây là bàn in bằng gỗ. Có lẽ là không đến đây thì các bạn sẽ không thể nào biết được là ngày xưa lại có những cái bàn in như thế. Chúng ta đi vào đèn, cái đèn này chắc có lẽ gọi là đèn bão, này đèn bão ngày xưa đấy. Đây là huân chương, huy chương ngày xưa. Ủa, cái huy chương to thế, Trung Quốc ghi công sang đời. Đây. Đó, cũng là những vật dụng như vậy. Đây là một khẩu súng, dạng nhọn. Ở đây, đây là cái lán của bác, thì tí nữa tôi sẽ mời các bạn đi chúng tôi sang cái lán bên tuyệt quang, có thể là bên tuyệt quang. Đây là một số vật dụng, còng xích tay mà chúng ta xem phim Trung Quốc hay có đấy. Cái đấy là cái sáo mà để cho người ví dụ kiểu như là người thổ dân ngày xưa ta vẫn hay thấy trong phim thổ dân ấy, nó phóng. Cái đấy là cái sáo. Đó rồi. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi lên trên đỉnh đèo để tham quan tiếp những cái khu vực có di tích ở đây. Xin mời các bạn đi cùng tôi lên đặt tưởng niệm của Bác Hồ. Và đây là cái nơi mà các bạn đến ATK thì là sẽ đặt chân đến đầu tiên. Vâng, cảnh rừng Việt Bắc thật là hay, mượn hot kêu suốt cả ngày. Khách đến thì mời ngô nếp nướng, tan về thường chém thịt rừng quay. Vâng, đó là bài thơ của Bác Hồ ở cảnh rừng Việt Bắc. Ở đây các bạn thấy cảnh rừng thế nào? Rất là đẹp đúng không ạ? Sau đây chúng ta sẽ cùng tham quan những cảnh ở đây. Khá nhiều bậc và vào cái giờ này tầm trưa này thì bắt đầu cũng thấy mệt rồi đấy. Và cuối cùng thì cũng lên đến đỉnh. Không còn giáo, còn chưa đến đỉnh. Ổn định. Kính thưa anh linh chủ tịch, nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chúc mừng Đảng, Quốc hội, Chính phủ, được đồng bào các dân tộc bác không rẻ lửa trong xuôi tác cùng đung vọng bảo vệ lẽ đạo. Hôm nay thì thật là tình cờ và thật bất ngờ, và tôi đi làm cái video này thì chính là ngày sinh của bác luôn, nên là rất là nhiều người đến đây ăn viếng anh linh của bác. Thì đây cũng là một cái điều rất là may cho tôi, đúng không ạ? Xin mời các bạn, chúng ta cùng đi tiếp. Thế này là đỉnh Keo. Ở đây mỗi một năm thì có một ngày hội vào ngày mùng 10 tháng Giêng, đó là ngày hội lồng tồng. Thì những ngày đó thì sẽ rất là đông, rất là nhộn nhịp. Người ở khu vực các tỉnh lân cận đều về đây vào cái ngày đó. Chúng ta sẽ xem đây có đặc sản gì nhiều nào. Bà có cái gì? Cái này là cái gì bà? Quế. À, bà quế à? Bà quế cũng bán lẻ này hả bà? Ừ, bán thay mà. Để cho người ta làm cái gì? Làm cỗ đám cưới này, xong làm uống thấy nó thơm cho một tí. À. Đó là nước bột đầu. À, nước bột đầu cũng được. Cái quế này rất là hay các bạn. Có thể đun cả nước gội đầu ấy. Thơm lắm. Rất là thơm. Đây cho người bạn. Đây chuối rừng của cô. Đây chuối nhà. Đây là chuối. Ôi sao nó đen này? Lâu ngày nó đen. Giờ thôi hôm về nó nắng nó kéo rồi. Đây là cây gì hả chị? Cây đinh lăng. Ôi dồi ôi, có cây này à? Cây này thì để làm gì chị? Tao về ngâm rượu cũng uống. Bình lăng là tốt trắng dương bổ thận đấy hả chị? Có ạ. Anh nào yếu thì mua cái loại này đúng không? Cái này cái gì bà? À, đây là sâm rau ạ. À, đây cái sâm rau, sâm rau là sâm cái này. Đây bánh giò đây. À, bánh giò. À, đây là đặc sản. Đúng, nhấc của bà một tí nhá. Đây là đặc sản nơi này, đây là đặc sản bánh giò. Nó có cái rất là lạ là có 3 gốc. Đây là cơm lam, cơm này được nướng, được cho vào ống tre. Và các cô các bác làm chắc là rất là cực kỳ. Mà ngon thơm. À, nếu mà các bạn mà đến đây mà đói thì không lo đâu, ở đây nhà hàng ít nhưng mà có rất nhiều thứ để ăn được ngay. Ví dụ như cơm lam ăn rất là tốt. Cái này thì bao tiền một ống này bác? À, có 5.000 thôi. Ống to thì mấy nghìn ạ? Đây này, cháu nhìn này. À, cơm rất là tím này, đẹp chưa? À. Hai bánh trưng thiến. Ngon lắm. Còn rồi, nói cho người ăn. Ôi, còn có cả con ong này. Đấy. Cho em xin một tí nhé, một tí thôi. Lấy rẻ thôi. Dạ. Cái này bao tiền cân hả chú? Cái này ba mà bán 100 một cân. Đây rất nhiều quà lưu niệm, ví dụ như là quần áo. Định Hóa thì nổi tiếng về thuốc nam, nên mời các bạn xem mình những loại thuốc gì nhiều nhé. Bà cháu quay phim như vậy nhé. Đây là các bạn nhìn ra không? Đây rất là, trên này rất nhiều loại thuốc mà rất là hay. Nhất dương có nghĩa là cái gì bà? À, nhất dương ấy, cái gì cũng ở đây lắm đồ về dương ấy. À, cái này gia truyền ạ. À, đây này, dâm vùng núi ATK 100%, nguyên chất, không chất bảo quản, rất là tốt cho các chú các bác. Ở đây mật ong hả bạn? Mật ong núi rừng. Đây có những cái mật ong núi rừng các bạn nhìn thấy mật ong rất là chuẩn này, trong mắt là đẹp. Quả đó thôi. Quả đó cho các cháu. Vâng, cháu xem mình. Cái này cái áo của cô này. Xem nào. Tôi thổi thì nó quá hay. À, tôi thử lại nha. Vâng, ở đây là di tích Quân Tác. À, cái thuốc đấy là đàn ông làm cho hạnh phúc cho đàn bà. À, thế à? Em gái em mới mời mua thuốc tráng dương. Tráng dương ở đâu là cái nào? Cái này à? Chúng tôi như này mà cô ấy mời mua thuốc tráng dương thì không biết là cô nhìn ở đâu ra, cô biết là yếu không biết. Đâu phải yếu mới uống đâu anh. À, thế à? Yếu chứ anh, có phải lúc nào cũng khỏe được không? À đấy, có lúc phải yếu. Có lúc là yếu, có lúc là khỏe. À, mời cái là mời luôn thuốc tráng dương này, là đang có một chút gì suy nghĩ không biết là lý do tại sao tỏa dương ấy. À, sao ở đây hay bán cái đấy nhỉ? Tôi đã hiểu tại sao là Định Hóa lại có chữ gái xinh rồi. Thảo nào ở đây bán lắm cái đồ tỏa dương đấy.